Thưa quý vị, đường phụ, đường cắt ngang là những nơi luôn được đặt cảnh báo tín hiệu đèn giao thông để bảo đảm việc tham gia giao thông ổn định, an toàn. Tuy nhiên, có một thực tế là rất nhiều người dân chủ quan và xem nhẹ những tín hiệu đèn được đặt ở các nút giao này vì cho rằng đây chỉ là đường phụ. Việc chủ quan thờ ơ này đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông của nội đô. Ngã tư giao phố Ngọc Hà và Đội Cấn thuộc địa bàn quận Ba Đình, lưu lượng giao thông qua lại rất tấp nập. Mặc dù có đèn tín hiệu đầy đủ, thế nhưng các phương tiện đi lại như mắc cười, như không hề có đèn giao thông ở đây. Có công an thì các bạn vẫn chấp hành, không có công an thì mọi người vẫn cứ lao nhanh quá, không thể phản xạ được ấy. Nên là mình đi mình cũng phải an toàn, mình phải nhìn ngó, nhìn trước ngó sau. Dọc tuyến phố Hàng Gai, Hàng Bông có nhiều ngã tư bàn cờ đều được lắp đặt các tín hiệu đèn giao thông. Thế nhưng người dân vẫn vô tư vượt một cách hiển nhiên, dù là đèn xanh hay đèn đỏ. Tất nhiên, không ít vụ va chạm đã xảy ra. Nói chung là do cái ý thức của mỗi người thôi. Nhưng mà cái vượt đèn đỏ thấy ở đây là thường xuyên rồi. Nó như là kiểu như thế, người ta đi coi là cứ qua ra từ người không cần biết, không để ý đèn thôi. Chú là có từng chứng kiến cho con không va chạm nào? Ở đây nhiều rồi, nhiều vụ đấy. Cả ô tô lẫn xe máy. Ở đây có tín hiệu đèn giao thông nhưng mà không có công an giao thông đứng. Thì tất cả mọi người dân ở đây thì không theo đúng luật của đèn giao thông nên là mọi người cứ đi theo tự do thôi. Bạn ở đây thì bạn thấy cái việc này có diễn ra thường xuyên hay không nhỉ? Nó là thường xuyên của hàng ngày luôn ạ. Để bảo đảm an toàn giao thông thì việc lắp đặt các cột đèn tín hiệu tại những nút giao lâu nay vẫn là giải pháp để giảm thiểu các va chạm xảy ra, cũng như thay cho lực lượng cảnh sát giao thông điều phối phương tiện giao thông được thông suốt thuận lợi, tránh ùn ứ. Vì vậy, việc không tuân thủ đèn tín hiệu đều đã có quy định xử phạt. Nếu một cái hành vi vượt đèn đỏ mà chưa gây ra tai nạn nghiêm trọng thì sẽ bị phạt hành chính. Còn nếu trường hợp vượt đèn đỏ mà gây ra tai nạn nghiêm trọng, chết người hoặc thương tích 61% trở lên hoặc thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì người vi phạm đó sẽ bị xử lý hình sự. Đó là hành vi có lỗi không tuân thủ tín hiệu đèn. Thế còn nếu mà hành vi vượt đèn đỏ không tuân thủ tín hiệu đèn. Quy định đã có, nhưng việc tuân thủ vẫn nằm ở chính ý thức của người dân. Bởi việc chấp hành luật cũng chính là để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.